quán này không thấy khách luôn. Trời ơi, kinh doanh vậy mà không có bàn nào luôn, là thua luôn. Nó ở Gò Vấp mà là ăn nhậu, trời ơi quán không có khách luôn, quán không có một bóng khách luôn. Nhiều quán vẫn teo anh chị, nhưng vì quán đông nhà xinh. Nhạc sập xinh đó, anh chị coi những cái khu ăn chơi tại quận Gò Vấp nha. Chiều rất to lắm, mở đèn chớp tắt chớp tắt, quay giống nhạc sàn đó anh chị. Mặc dù khó khăn, nhiều quán cũng có khách, thì chúng ta hãy xem lại tình hình như thế nào, mình cải thiện được phần nào, do menu mình đồ ăn có phong phú hay không, nấu ăn có ngon hay không, rồi có gì đặc biệt hay không. Tấp vô anh em, tấp vô đó, đi qua Phạm Văn Đồng nhậu về đêm đó. Nhiều quán trên này thì vẫn teo, hình như là mấy cái quán đó gần nhau á dễ có khách hơn, còn một quán nằm chơi bơi rất là khó có khách. Ở quán này cũng vắng nè. Ở đây sắp tới có một cái rúp nè, ba rúp nè, đồ ba rúp nè, xây đèn kìa, trời ơi nồng nhiệt chưa, quá đẹp luôn chị ơi, quá đẹp. Dạ, kênh Mọi Thứ Về Việt Nam xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Thì hôm nay em sẽ thực hiện một cái video, lúc này cũng là gần 10 giờ đêm rồi. 10 giờ đêm thì hồi chiều giờ mưa cũng rất là nhiều. Bây giờ ngớt mưa thì em sẽ thực hiện video lúc 10 giờ đêm để xem cung đường ăn chơi tại quận Gò Vấp có đông đúc hơn, có đi nhậu đông hay không. Đó là cung đường Phạm Văn Đồng nha cô chú anh chị, Phạm Văn Đồng, để chúng ta cập nhật tình hình xem đường Phạm Văn Đồng có nhộn nhịp hay không vào buổi 10 giờ đêm sau những cơn mưa, gọi là ăn nhậu những ngày mưa sẽ như thế nào. Đó, chúng ta sẽ rẽ phải vào cung đường Phạm Văn Đồng. Đường Phạm Văn Đồng này rất là to, bên trong tới mấy làn xe ô tô lận, bên ngoài có hai làn xe dành cho xe máy chạy. Giờ tan tầm hay giờ cao điểm xe máy mới được chạy bên trong nha anh chị. Thì chúng ta sẽ xem các hàng quán ăn nhậu vào những ngày mưa tại trung tâm ăn chơi quận Gò Vấp như thế nào nha anh chị. Đó, các anh chị nhìn ngắm quán xá nha, xá cũng có 1-2 bàn này nha. Buổi tối 10 giờ đêm tại Phạm Văn Đồng xe cũng khá là đông nha anh chị, khá là đông. Em cũng gửi đến anh chị những video về các khu vực tỉnh thành, khu dân cư cũng như là kinh doanh buôn bán sẽ như thế nào. Quán này không thấy khách luôn, trời ơi kinh doanh vậy mà không có bàn nào luôn, là thua luôn. Vậy sao mà trụ nổi mặt bằng anh chị. Gửi đến anh chị sự quán có quán thì có khách, có 1-2 bàn, có quán thì không thấy khách. Đây là cung đường bình thường khá là nhộn nhịp tại khu vực quận Gò Vấp, trung tâm ăn nhậu, trung tâm ăn nhậu. Cứ nói ở Gò Vấp mà là ăn nhậu, trời ơi quán không có khách luôn, quán không có một bóng khách luôn. Khu này cũng nhạt này, khu ba búp có quán thì ngồi được 1-2 bàn đó, chơi đó anh chị. Đó, tiệm bia nè, quán tiệm bia này có khách này nha, tiệm bia có khách. Quán bên đây rồi quán teo luôn, teo luôn chị ơi, nhiều quán bán teo à. Em cũng gửi đến anh chị những hình ảnh kinh doanh buôn bán ăn nhậu ở các tỉnh thành. Em tới đâu là em phải đi về đêm á anh chị, ăn nhậu thường đi đêm để cập nhật tình hình đến anh chị nha. Nhiều quán bán teo anh chị, nhưng vì quán đông nhà xinh.
nhạc sập sinh đó, anh chị coi những cái khu ăn chơi tại quận Gò Vấp nha. Nhạc sập sinh đó, nhạc sập sinh đó. Nhạc sập sinh luôn anh chị. Đây là giao lộ giữa đường Lê Quang Định và đường Phan Văn Trị, Lê Quang Định với đường Phạm Văn Đồng nha anh chị. Em cũng chạy dạo dạo cập nhật tình hình đến gửi đến cô chú anh chị nha. Đó, giao lộ với Lê Quang Định. Bạn nhậu mở nhạc sập sinh sập sinh. Nhiều quán quán teo, không có khách luôn. Xe cộ 10 giờ đêm, hơn 10 giờ đêm, 10 giờ 05 rất là đông. Đó, bà búp ở nhà nghe sập sinh đang chơi mà, đang chơi và đêm. Ở bên kia có cái lúc bên kia có rút to lắm, mở đèn chớp tắt quay giống nhạc sàn đó anh chị. Đó, bên kia ở đây là khúc trên là giao lộ giữa đường Phan Văn Trị và đường Phạm Văn Đồng. Nhiều cái khu ăn chơi về đêm, nhiều khu có khách và nhiều khu rất là vắng. Đó, gọi đến anh chị nha. Tình hình ăn chơi về đêm lúc mưa gió, lúc này cũng mưa râm râm mà. Hết mưa rồi, mưa từ chiều tới giờ rồi anh chị, mưa từ chiều tới giờ rồi. Nhiều em chạy nhiều quán em thấy không một bóng khách luôn, không một bóng khách rồi, buồn ghê luôn. Nhiều quán không có khách, mở ra quán chủ quán ngồi không chết luôn, chủ quán nhân viên ngồi nói chuyện. Chúng ta sẽ dạo qua bên kia đường nha. Đó, cập nhật tình hình nè. Quán vô vô nè, trời ơi, quán vô vô không có khách luôn. Ở nhà sập sình mà không có khách nào hết, buồn. Kinh doanh giữa đó ngồi rầu quá chứ. Sài Gòn mà mười mấy triệu dân không có khách, nhiều quán không có khách mở ra, phải tìm nguyên nhân phải cải thiện anh chị, cải thiện. Nhưng mà có nhiều quán mặc dù khó khăn, nhiều quán cũng có khách, thì chúng ta hãy xem lại tình hình như thế nào, mình cải thiện được phần nào, do menu mình đồ ăn có phong phú hay không, nấu ăn có ngon hay không, rồi có gì đặc biệt hay không. Đó, gửi đến anh chị để mình thì nói vậy đó, chứ mà khi mà làm cũng khó lắm, không đơn giản đâu chị, khó lắm á. Mở một cái quán mà nuôi nó hắt hơi sổ mũi chết luôn, đơn giản đâu. Đây là giao lộ giữa đường Nguyễn Xí, đường Nguyễn Xí và đường Phạm Văn Đồng. Chúng ta sẽ quay đầu qua bên kia nha, chúng ta sẽ quay qua bên kia để chúng ta cập nhật lại tình hình. Đó, tình hình đường cung đường ăn chơi tại khu vực quận Gò Vấp. Bên kia cũng rất là nhiều quán quán nhậu. Cái đường này cũng rất là nguy hiểm nha anh chị. Đó, mua bia. Đó, cập nhật đến chị tình hình nha. Đó, y một giải luôn, y một giải ăn nhậu luôn. Đó, tấp vô anh em, tấp vô. Đó, đi qua Phạm Văn Đồng nhậu về đêm.
quán trên này thì vẫn teo, hình như là mấy cái quán đó gần gần nhau á dễ có khách hơn, còn một quán nằm chơi bơi rất là khó có khách. Ở bán này cũng vắng nè, vắng quá anh chị ơi, vắng quá. Đó, gửi đến cập nhật tình hình đến anh chị nha, cung đường ăn chơi nổi tiếng ở Gò Vấp. Nói tới Phạm Văn Đồng thì người dân Sài Gòn cũng như là các cô chú anh chị sinh sống làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh cũng biết đến đường Phạm Văn Đồng, thì khá nổi tiếng về cung đường ăn chơi về đêm. Giờ mưa ngớt hẳn luôn rồi, mưa hết rồi. Đó, cũng gọi đến anh chị mưa hết 10 giờ đêm, hơn 10 giờ đêm mà quán mà không có khách thì chuẩn bị đóng cửa. Mà thường quán ở đây mở phia lắm nha, quán ở đường Phạm Văn Đồng mở rất là phia luôn, mở tới 2-3 giờ sáng luôn á, nhộn nhịp ăn chơi đó, bắn teo luôn rồi, mọi nhạc sập sinh, mọi nhạc sập sinh. Quán có con bàn, quán rồi nhiều quán có con bàn, nhiều quán có con bàn anh chị. Cập nhật tình hình đến cô chú anh chị nha. Đây vô cái lai trong là chúng ta rẽ phải về Phan Thị, chúng ta chạy ra ngoài thì chúng ta chạy thẳng qua bên kia. Em cũng luôn luôn cập nhật tin tức từ đời sống kinh tế xã hội của người dân trên khắp mọi miền tổ quốc vào từng thời điểm khác nhau, ban ngày hay ban đêm, để cô chú anh chị xem và có những phút giây thư giãn. Mong cô chú anh chị luôn luôn ủng hộ kênh Mọi Thứ Về Việt Nam, để Mọi Thứ Về Việt Nam sẽ ngày càng đưa ra những video hay hơn. Đó, trốn ăn chơi về đêm tại khu vực đường Phạm Văn Đồng. Ở đây sắp tới có một cái rúp nè, bà rúp nè, đồ rúp nè, xây đèn kìa, trời ơi, nhộn nhịp chưa, quá đẹp luôn chị ơi, quá đẹp. Đó, trốn ăn chơi của cái ba đó hình như là to nhất ở đây á, to nhất ở đường Phạm Đồng á, thấy mở đèn chớp xây vòng giống mở nhà sàn ở trong á, nhảy trong á sao. Đó, 1, 2, 3 vô, 1, 2, 3 vô, mở nhạc nhộn nhịp. Xe này chạy nguy hiểm lắm nha, tại gần mấy xe bồn sợ lắm, xe bồn quá anh chị, nguy hiểm. Em ngại chạy gần mấy cái xe to. Đó, quán xá, hàng quán kinh doanh buôn bán vào ban đêm tại khu vực chốn ăn chơi quận Gò Vấp, đường Phạm Văn Đồng. Lúc này 10:15 mà, 10:15 buổi tối nha anh chị. Cập nhật tình hình gửi đến anh chị để anh chị cảm nhận. Quay lại cái giao lộ giữa Lê Quang Định, khúc này hả, đúng rồi, giao lộ giữa Lê Quang Định và rẽ phải Lê Quang Định là chúng ta về Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, chạy thẳng là đường Phạm Văn Đồng, giao lộ giữa Phạm Văn Đồng và Lê Quang Định. Khúc bên này hình như không nhộn nhịp bằng cái khúc bên kia anh chị, khúc bên này không nhộn nhịp bằng. Nghe tiếng nhạc sập sình, chạy tới đây nghe nhạc sập sình bằng teo luôn, cũng ngồi không. Nhạc sập sinh vậy chứ có nhiều quán quán teo à, quán không có khách. Đó, anh chị nhìn ngắm quán nhậu nè, ít khách lắm. Đường này chạy thẳng vô sân bay Tân Sơn Nhất anh chị, chạy thẳng vô sân bay. Em thấy nhiều quán mở nhỏ cũng bây giờ, ngày xưa có khách bây giờ cũng vẫn teo đó, nhân viên ngồi không, teo
đây có nhiều cái quán bia rúp á anh chị, mở nhạc rất là to đó, quán teo quán ngắt luôn nè, nè quán nè teo à, có khách anh chị ơi đó. Chốn ăn chơi không có khách thì những cái quán khác như thế nào, trời ơi quán dẹp luôn, đứng Đà Lạt có một hai bàn luôn, chắc đóng cửa sớm đó. Tình hình đó anh chị, tình hình rất tình hình nha, thắt chặt ti tiêu quá tình hình anh chị ơi. Em đi nhiều lúc mà em đi em thấy chỗ nào kinh doanh buôn bán tốt em mừng lắm đó, mình cũng mừng cho bà con kinh doanh buôn bán tốt thì có thu nhập, thì gồng gánh mặt bằng cũng như là tiền lương nhân viên đúng chị. Thôi video về cung đường ăn chơi tại quận Gò Vấp vào những ngày mưa cũng cập nhật tình hình đến cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe nha. Xin cô chú anh chị và các bạn hãy like, share, subscribe kênh để em có động lực làm những video tiếp theo hấp dẫn hơn, thực tế hơn gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.